công khi đã dẫn bàn là điều mà Viettel cũng đã làm được. Đường truyền vào là của Caio Seja. Hoa Paulo. Trước mặt là Tiến Duy. Vẫn còn. Vẫn còn. Paulo chân phải. Tỷ số là 2-0. Một loạt những động tác giữ bóng có thể nói là rất chắc chắn của Hoa Paulo. Cảm tưởng như anh quá chậm, nhưng thực tế là các hậu vệ đối phương đã không thể lấy được bóng trong chân của Hoa Paulo. Và sau một loạt những tình huống giữ bóng hợp lý, cầu thủ người Brazil đã có thêm một bàn thắng nữa cho đội bóng quân đội. Pha xử bóng vào góc xa của Hoa Paulo là một tình huống xử lý quá chắc chắn, quá xuất sắc, khiến cho những nỗ lực của Huỳnh Tuấn Linh trở nên vô nghĩa. Người đầu tiên mà Hoa Paulo chia vui là vợ con của anh trên khán đài. Nếu như ở bàn thua đầu tiên, người ta sẽ tính tới lỗi của Huỳnh Tuấn Linh khi đã không thật sự tập trung và để cho Đức Chiến lập công với một cú sút xa. Thì ở pha bóng vừa rồi, kể cả Huỳnh Tuấn Linh có được vị trí đứng tốt nhất thì mọi chuyện cũng sẽ là cực kỳ khó khăn cho người đá băng đội trưởng của Than Quảng Ninh trong tình huống cản phá. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng nâng tỷ số của trận đấu lên 2-0 của Hao Paulo. Đúng là khi mà những giải pháp điều chỉnh con người được xử lý một cách hợp lý hơn thì cầu thủ Viettel đã trở nên lợi hại hơn. Những cầu thủ ngoại của họ, những người bị đánh giá có thể nói là rất thấp ở những chặng đường đã qua, cuối cùng cũng đã nói lên được tiếng nói của mình. Và thời điểm này, khi mà lượt về của V-League 2019 vẫn còn ở trước mắt thì câu lạc bộ Viettel cũng đã có sự chuẩn bị cho những